vô mát thì đỡ. Rồi chào anh chị các bạn ha, nay em lên cho anh chị các bạn xem một cái con xe rù 6 bánh một cầu. Con này chạy bánh đôi nha anh chị, đằng sau chạy bánh đôi, trước chạy một bánh. Rồi. Xe tình trạng rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn nha anh chị nha, đẹp không thể tưởng tượng được, quá đẹp luôn, mới chắc. Con này sơn rin 100% nha anh chị, không bù không tút không dặm một chỗ nào luôn. Chị nhìn bánh nè, đó bánh rin mà nó đã không, rồi nó mới Madin da băng ốc tán mầm trắng tinh. Đặc biệt trên con xe này, thứ nhất là đẹp, thứ hai là máy nha anh chị nha, máy rất là đặc biệt. Con này chạy động cơ xăng Mitsubishi 291 8 ngựa nha anh em, 8 ngựa, máy OHV, máy xéo. Đó, máy xéo. Cục máy này thì nhìn là phê luôn. Trời nó đẹp. Con này vừa đề vừa giật nha anh chị nha. Đó là mình đề mình xài là mình đề ha, khi nào xui rủi nó hết bình hoặc là nó trục chặt cái gì đề thì mình có dây giật đây. Đó, giật phát nó nổ thôi. Xì đẹp, rất là đẹp luôn, thấy không? Khung sườn đen thui. Không có chỗ mục luôn, tìm một chỗ xét tìm ra luôn. Đây chị. Đó. Quá đẹp. Mấy cái đầu dây mà còn vàng khè luôn không? Hộp số này anh chị, điên sạch. Khô ráo. Sàn thùng dưới là nó còn xanh luôn. Xe này nói thật sự anh chị bỏ ra hơn 20 triệu anh chị mua rất là đáng đồng tiền luôn. Quá đẹp. Này thùng nó rất là cao ha. À, bẩn nè. Bẩn nó rất là cao, hơn một gang tay tầm khoảng 30 phân. Đó, bẩn cao lắm hơn. Rất là cao luôn. Trọng tải 500 kg nha anh chị nha, 500 kg nhưng mà xác rất là lớn. Con này anh chị chở hết ga luôn thì tầm khoảng 700 kg là ok ha. 700 kg là ok, còn đúng trọng tải là 500 kg nha. Sau chạy bánh đôi. Bánh 450 trừ 10. Bánh trước là 500 trừ 10. Xe có ghế ngồi, lái qua lăng. Đó, lái qua lăng, đặc biệt là tháng dầu nha anh chị nha. Tháng dầu. Tháng dầu thì tháng rất là sướng, tháng một phát là lết bánh luôn. Đó. Số nè, 3 tiếng một lùi. Này là kéo e. À, tháng tây. Ốc tán trong này anh chị thấy không? Đó, 7 màu. Trời nó đẹp. Quá là đẹp luôn chị. Thì anh chị có thể nhìn xe và đánh giá ha. Còn em nói đẹp thì anh chị cũng phải đánh giá chứ, nhiều khi anh chị không có xem mà anh chị cứ nghe em nói đẹp không thì khó, không nghe được một hướng chi tiết. Bình em đã thay một cái bình mới rồi nha anh chị nha. Khung sườn đó, đẹp chưa, đèn bóng luôn. Rồi 23 triệu cho một siêu phẩm 6 bánh một cầu, có gì lái qua lăng, tháng dầu đó, quá VIP luôn. Và đặc biệt thêm cái máy rất là lớn, ngựa 8 ngựa thì đối với cái con này thì chạy quá dư công suất luôn. Rồi anh chị nào quan tâm liên hệ cho bên em nha, số điện thoại 0835 5858 79, 0398 68745, mở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.